Đáng đáo ra dây mân chúa là không tổn mua nhá. Mà em cứ bị thèm điên lên á, không ăn không được. Chị ăn không? Em đi mua quay thử về thử đi. Cái gì đâu mà thử. Sống chúng với nhau trong một mái nhà. Có chuyện gì thì em nên chia sẻ, đừng có giấu mọi người. Không phải là em giấu, mà là em chưa sẵn sàng để nói thôi. Em cần thời gian. Đi mổ nữa. Đi ra ngoài cho thoáng. Trong này ngột ngạt quá. Nói chuyện cho sóng nà. Cô biết lo cho bản thân mình không? Cái con bé ní, lúc mổ cũng nghỉ mình khốn mà thực chất thì rành dài. Giữ mà con bầu thì chết. Rồi anh định tính sao? Những cái gì mà anh hứa với em á, em luôn nhớ. Em cũng hy vọng là anh không có quên. Đây là việc quan trọng. Chúng mình cần phải tính toán cho nghiêm túc và đàng hoàng để mọi thứ chính xác nhất. Em hiểu không? Rồi lỡ đúng cái kết quả nó chính xác như vậy thì sao? Thì anh sẽ có trách nhiệm với hai mẹ con em chứ còn sao nữa. Đúng không? Mà khi nào anh với chị ra tòa? Anh nói với em là hai anh chị ly thân lâu lắm rồi mà. Theo anh như này nhá, em lên đi khám lại đi. Anh vừa chuyển tiền cho em đi khám đấy. Rồi có kết quả như nào rồi mình tính tiếp nhá. Tính tiếp là tính làm sao? Rồi bao giờ anh mới tính? Em đừng dồn anh. Em thừa biết là anh và vợ anh còn lằng nhằng về chuyện tài sản. Nghe anh, đi khám, nếu có mình còn bồi bổ và thuốc men chứ, đúng không? Em linh cảm, nó là con trai. Tốt, nghe anh dặn này. Nhưng mà đi khám không được lấy tên thật nhá. Lỡ lọt ra trường thì mệt. Cẩn thận nha. Chị ơi, chị về 88 lắng hả? À. Chải chồng tu đúng không? Em đi làm tài xế hả? Là tại em thấy làm nghề này còn hơn là nghề bán hàng ấy ạ. Với cả em chừa từ cái vụ bán xúc xích lần trước rồi ạ. Nhưng mà có gì chị đừng nói với cả Pu nhá. Ừ, cho em xe giùm chị. Chị ốm à? Tại sao mà phải đến tận phòng khám sản để khám như thế nào? Chị đưa con nhỏ bạn chị đi khám. Ờ, đây. Đường đang đông, có gì chị bám chắc vào nhá. Ok. Bà chị ơi. Hả? Đợt này Pu đi làm ở quán cà phê thế nào rồi hả? Mày gia nhập hội chị follow mình em lâu lắm rồi đúng không? Vẫn chưa làm được cơm cháo gì. Sao mà chảy? Là sao hả? Thì con gái á, lúc nào cũng mong đàn ông phải có ba chữ tế: tinh tế, tử tế và kinh tế. Thật lòng á, thì chị thấy mày cũng đủ hai chữ rồi. Nhưng mà mày lại thiếu cái chữ quan trọng nhất chảy.
Hồi xưa nhà em cũng có kinh tế lắm chứ. Chả qua là bố em bị lừa xong rồi. Hả? Mày nói gì? Ồn quá không nghe được. Không có gì ạ? À?